Xin chào mọi người đã đến với channel của Nguyễn. Hôm nay thì mình cũng làm một cái video để mình nói về cái vụ mà mình đã nói những cái video trước, đó là ghép cái cành thanh long khác ở trên thanh long ruột trắng, ruột đỏ cũng như là bỏ vàng đó. Đây là cái giống Ecuador ha, mình ghép đây cũng khá lâu. Đây nó cũng cắt được thì nó ra mùa mưa năm ngoái thì gần cả năm rồi. Thì nó ra một cành này. Và nó ra thêm mình cắt mình làm giống. Thì mọi người nên nhớ là cái việc chúng ta ghép mà cắm vào mô này nó rất là lâu, nó rất là lâu lành ha, và cái lõi nó rất là dễ bị chết đi. Đó, cái cành nó ra rất là dài ha. Nếu mà tôi không cắt cành này thì giờ nó đã cho trái rồi. Tôi cắt tôi làm giống tôi nhân rộng ra. Nhưng mà để thử nghiệm thôi. Còn mình mua cái giống F1 rồi mình trồng riêng mình không ghép. Đây. Nó ra rồi mình cũng cắt ra ha. Đây là một cành nữa. Đây là Ecuador ha. Đây là mình nói sơ qua về cái vấn đề ghép ghép. Cái này là hình như là ghép ngược nè, nó không ra nè. À nó ra đây nhưng mà mọi người nên nhớ là chúng ta ghép ngược hướng á là nó ra chứ mà nó không phát triển đâu nha. Cái này chắc có lẽ là ngược hướng. Mình ghép rất là nhiều mà cái mùa nắng này nó hốc lắm. Nó không có lành thẹo được liền. Thành ra cái cách ghép này rất là lâu và mình sẽ tiếp tục mình nói về một cái cách ghép khác cho anh em dễ hiểu hơn. Đây là một cái cách ghép mà nó hoàn hảo nhất. Cái cách ghép này mình ghép được 2 năm rồi, là có thể là anh em ở miền Tây hay ghép kiểu này, ghép nhiều cách ghép lắm ha. Đây nó ra cái cành này, nó ra lên đây là mình cắt ha, mình không cho nó ra cành. Và bây giờ bữa trước nó có nuôi một trái đây, mình cắt không có nuôi cành. Thì ghép kiểu này thì cái tỷ lệ sống nó rất là cao và nó rất là khỏe. Lúc mà nó lành rồi nó ra một cái cục nu rất là bự, không có dễ gì mà gãy được. Thì cái cách đó một chập nữa mình sẽ nói đến. Bây giờ thì mình cũng nói sơ luôn. Cái dòng này là dòng ruột đỏ mình ghép lên ruột trắng thì nó ra một cái cây giống này nó cũng rất là chịu lắm nha. Nó chịu rất là chịu nắng nè, nắng nóng nè. Trụ này mình bỏ lâu rồi mình không tưới rồi đó. Nhưng mà nó rất là khỏe, nó không có bị tật ha. Và đây nó cho mấy trái đây, nó cho trái rất là nhiều. Và đây nữa, đây là cái cành này là hơn 2 năm tuổi rồi ha, còn cành kia thì nó mới bung. Và cái cách ghép làm sao thì mình sẽ nói luôn ở đây. Và đây là cái cách ghép của mình, nó rất là mau lành. 3 tuần là để nó bung rồi ha, 3 tuần hoặc là 1 tháng thôi. Mọi người ghép mà nếu mà thời tiết mà nó độ ẩm nó cao á là mọi ghép thành công rất là lớn. Vì chúng ta ghép vào chúng ta cần phải có cái đồ che, còn mình đây mình bỏ trống ngoài trời á, thành ra cái thân này nó rất là yếu. Nó cần phải lành mô rồi sau đó nó tạo ra cái, thành ra chúng ta phải tạo cái điều kiện cho nó là thoáng mát. Mát thật là mát, đừng có để nắng ha. Đây ha, cái cành nó đã sống rồi nè. Có nghĩa là đây nữa nè. Mọi người thấy không? Tôi chụp vào thì nó sẽ ra rồi, ra chồi rất là nhiều ha. Thì ghép kiểu này thì khoảng 4 tháng là mọi người cho trái được rồi, 4 tháng thôi. Nói cành nó ra bây giờ nó được gần 1 tháng rồi. Nó khoảng tầm 3 tuần rồi đó. Thì bây giờ nó mà xuống được đó là nó già liền thôi. Nó rất là mau. Cái này là cái cách mà làm để mình ăn sổi đây. Mà thằng mọi người thấy không? Nếu mà một gốc mình ghép khoảng 8 9 cành như vậy đó, thì khoảng mấy tháng sau thì nó xuống rất là nhiều cành. Thì cái chuyện mà chúng ta ăn á, sổi thì rất là mau. Đây. Đây là mình làm để mình quay video cho mọi người cùng xem cái cách như thế nào. Đây ví dụ như cái cành này ha. Chúng ta sẽ quay vậy nè. Chúng sẽ thể quay ra nó ra cái lõi. Tôi làm nó bị gãy là một tay mình làm không được. Có nghĩa là mình quay, mình rút ra được cái lõi của nó, xong rồi mình lấy cái ruột đỏ, mình cắt khoảng chừng tầm 3-4 mắt gì đó thôi, 3 mắt, 4 mắt gì đó. Rồi mọi người cũng lấy cái lõi ra, nhưng mà mọi người lấy cái mô ngoài, mọi người cắm vô cái lỗ đó là được. Chúng ta háp vào là được. Đó, thấy không? Tôi
chưa muốn nhân rộng. Nhân rộng thì tôi sẽ làm cái một tuần hai tuần gì đó là rất là nó hết một cái đám thì khá là nhiều. Mà chúng ta nuôi ở trên này chúng ta đè cái cành trắng ở dưới, ém cành trắng, không cho cành trắng ra thì một mai sau thì cành trắng nó rất là ít lên ha. Ruột đỏ nằm trên thân ruột trắng thì cái cành nó ra rất là khỏe. Thì nó ra hết rồi. Nè. Nó mà đúng kỹ thuật là nó rất là mau ra, đây nó bông luôn ha. Mọi người nên nhớ là ghép chúng ta chỉ cần lấy 3-4 mắt thôi, 3 mắt thôi để chúng ta dễ vặn bên cái cành thanh long ruột đỏ già ra ha. Cái này mọi người phù hợp đó là khoảng tầm 2 năm tuổi đổ lại là mọi người ghép vào cái cành này được ha. Cành già ghép vào cành non. Tỷ lệ nó không già lắm. Nó khoảng 2 năm tuổi đổ lại thì rất là mau. Nếu mọi người mà ghép tới tầm 1 năm tuổi đổ lại thì nó càng mau hơn nữa, vì cái mô của nó non với non nó rất là dễ tiếp xúc với nhau, nó dễ mau lành lắm. Nó bung hết rồi. Đây nè. Ở đây là mình ghép ở trời nắng đó. Còn nếu mà trời mưa thì chúng ta cần phải che lại nó, cái thành công nó mới lớn được. Là ghép mắt à, đây là cặp ghép mắt thì đây nó đã ra ha, nhưng mà cái do mình ghép nẹp thân á, ghép nạp thân nó sống rồi thì mình không có để ghép mắt nữa, mình ém luôn ha. Đây là cái thanh long sâu. Cái này mình chăm sóc rất là kỹ. Và thằng kia thì nó yếu hơn, rất là yếu luôn. Đây là cái cách mình ghép mắt này. Ghép mắt này với cái mục đích là chi phí nó thấp, nhưng mà cái chi phí giống nó rất là thấp, nhưng mà cái công nó rất là nặng và kỹ thuật nó rất là cao. Cần phải có cái độ sát và cần phải có cái băng để chúng ta làm cho nó dính với nhau thì cái tỷ lệ thành công nó mới lớn được. Vì mình hình như tôi ghép 10 mắt thì nó sống tới 8-9 mắt rồi. Tỷ lệ rất là cao nha. Rồi, tôi xin tạm ngừng video nha. Dòng thái này nó rất là mạnh thiệt.